Hi, xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu cho các bạn một cái hiệu ứng chữ in trên mặt nước giống như cái video mẫu ở đầu video này trên cái phần mềm FilmRX. Hiệu ứng này cũng tương đối đơn giản, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay nhé. Các bạn hãy mở cái FilmRX lên ha. Và ở đây thì mình sẽ chọn cho mình một cái chữ ha. Các bạn hãy vào trong cái thằng phần title và mình sẽ chọn phần default title và mình sẽ đánh một cái chữ nào đó mà các bạn thích ha. Ở đây mình sẽ đánh cái tên kênh của mình. Ở đây mình sẽ đợi cái size là 80 và mình sẽ đợi cái font là Berlin San Facebook nên Vita đó, mình sẽ đợi như thế này ha. Và đến đây thì mình sẽ chụp ảnh cái chữ này lại ha, bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào trong cái phần máy ảnh ha, nó sẽ ra một cái hình như thế này. Ok, và bây giờ mình sẽ xóa cái chữ mặc định này đi và lúc này mình sẽ lấy cái tấm hình này xuống ha. Khi mà các bạn lấy cái tấm ảnh này xuống thì nó sẽ đẩy là 5 giây. Và lúc này thì các bạn hãy kéo cho nó đến 8 giây giúp mình nha. Ok, các bạn có thể xem ha. Đây, cái thời lượng của nó là 8 giây ở cái phần này. Ok. Rồi, lúc này thì mình sẽ kéo cái này ra. Và mình sẽ thêm cho nó một cái màu đơn giản, đó là symbol color và một cái là màu xanh ha, để mình sẽ thêm cái hiệu ứng ha. Khi mà các bạn thêm cái màu xanh này thì các bạn hãy kéo ra cho nó đủ 8 giây nha. Các bạn thêm màu xanh này để mà các bạn có thể tạo một cái trời đông khay cho cái này ha. Rồi, ok, lúc này thì các bạn hãy thêm một cái hiệu ứng ha, effect. Và lúc này các bạn chọn vào trong phần lưu và các bạn tìm cái chữ drop giúp mình. Và lúc này thì các bạn hãy kéo cái phần drop này xuống cái phần màu xanh ha. Ok, và các bạn nhấp vào nó hai cái ha. Và lúc này thì các bạn hãy vào trong phần là video effect ha. Rồi, lúc này các bạn hãy đánh vào cái trong cái phần top là một cái con số là 50. Khi mà các bạn đánh vào 50 thì cái khung màu xanh này thì nó chỉ nằm ở giữa màn hình như thế này thôi ha. Ok, lúc này thì các bạn hãy nhấp vào trong cái phần cái chữ ha, nhấp vào hai cái và các bạn hãy dùng cái phím mũi tên để mà các bạn có thể di chuyển này xuống nha, di chuyển xuống cái phần màu xanh cho nó che lấp hết cái phần chữ ha. Rồi, lúc này chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng cho cái phần chữ này, đó là các bạn hãy nhấp phải vào trong này và trong nhấp vào trong phần là add animation ha. Chúng ta sẽ thêm keyframe vào trong này. Các bạn hãy kéo về cái phần đầu cái chữ này và chúng ta sẽ nhấp vào trong phần add ha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ kéo cái thanh timeline ha đến phần 5 giây các bạn nha. Đó, mình sẽ kéo phần 5 giây, các bạn có thể thật đi quan sát cái phần bên này 5 giây ha. Rồi, tiếp tục các bạn hãy di chuyển vào trong cái phần ký chữ Y ha, position Y, và các bạn di chuyển ha cho nó lên đó. Khi mà các bạn di chuyển thì nó sẽ lên như thế này. Hoặc là các bạn có thể nhấp vào và các bạn đánh vào cái con số 62. Đó, thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Ok không ạ? Và các bạn có thể là nhấp vào phần này để render nó ha. Khi mà các bạn render xong thì các bạn có thể play thử ha. Đó, nó sẽ xuất hiện như thế này. Nó sẽ xuất hiện từ dưới lên. Từ từ ha. Ok đúng không ạ? Khi mà các bạn làm xong á, các bạn hãy xuất cái này thành một cái file video giúp mình nha. Xuất ra và bây giờ mình sẽ đánh dấu là số 1 ha, export ha. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ đóng nó và mình sẽ xóa cái này đi ha, xóa cái màu xanh này và cái này thì mình sẽ giữ lại ha. Nếu như mà các bạn muốn xóa cái hưởng của nó thì các bạn có thể là nhấp phải và chọn vào phần là delete effect ha, để khi mà các bạn làm á thì các bạn sẽ vẫn giữ nguyên cái hình này, bởi vì mình sẽ tận dụng cái hình này luôn để mà mình làm, để khỏi mất công phải canh chỉnh lại ha. Để tiếp tục thì chúng ta sẽ chỉnh cái chữ này cho nó ngược lại ha, bằng cách là các bạn hãy nhấp vào hai cái trong cái hình này và các bạn chọn qua lại trong phần email và chọn vào phần transform. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ là flip và trong cái biểu tượng này ha. Đó, khi mà các bạn nhấp thì nó sẽ tự động nó in ngược lại ha.
Lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm cái phần màu xanh này. Đó, rồi chúng ta cũng kéo ra cho nó đầy cái này ha. Rồi ok thì chúng ta sẽ làm tiếp hiệu ứng ha. Rồi, chúng ta sẽ thêm cho nó một cái effect rớt giống như hồi nãy ha. Đó, các bạn nhấp vào tìm cái chữ rớt rồi các bạn kéo xuống ha. Các bạn hãy nhấp vào trong cái phần màu xanh này hai cái và kéo xuống chọn cái phần video effect ha, rớt nè. Và lúc hồi nãy là mình đã đánh vào chữ top rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh lại vào phần là bottom là 50 ha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nhấp hai cái vào trong cái phần chữ này và chúng ta sẽ dùng cái phím mũi tên ha, cho nó lên hết đó, cho nó di chuyển lên hết trên phần này, cho nó nằm trong phần màu xanh, chọn trong phần màu xanh, ok không ạ? Thì lúc này thì chúng ta sẽ cho nó di chuyển từ từ xuống ha, đó, di chuyển từ trên xuống dưới cho nó ngược lại cái kia. Thì chúng ta cũng nhấp phải chuột và thêm add animation ha. Đó thì chúng ta cũng kéo phần timeline lại về cái về đầu ha, rồi chúng ta nhấp vào cái chữ add để thêm một cái frame vào. Và tiếp tục thì chúng ta cũng kéo về cái phần là 5 giây, tới 5 giây thì mình cũng thêm một cái frame ha. Và lúc này thì chúng ta cũng kéo phần chữ y ha. Đó, kéo cho nó xuất hiện lại cái chữ này dần dần ha. Hoặc là các bạn có thể đánh vào con số là âm 62. Ok. Đó thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Đó, mình sẽ cho nó xuất hiện từ từ trên xuống dưới ha. Bởi vì mình sẽ cho cái hình này nó in ở phía dưới cái chữ kia, cho nên mình sẽ cho cái chữ này nó sẽ mờ lại bằng cách mình có thể nhấp vào trong chữ này và mình nhấp vào trong phần email và chúng ta sẽ nhấp vào phần là composite setting này. Đó rồi chúng ta sẽ cho opacity mình sẽ cho nó mờ lại ha. Ở đây thì mình sẽ cho nó khoảng 40% đi. Đó, cho nó mờ như thế này. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ thêm cho nó một cái hiệu ứng khi mà nó hiển thị trên một cái bờ mặt nước đó, nó sẽ gợn sóng lăn tăn ha. Chúng ta sẽ vào phần effect và phần lưu và chúng ta sẽ tìm một cái chữ đó là water ripple. Đó, khi mà mình tìm thì nó sẽ hiện như thế này, water ripple. Và chúng ta sẽ kéo và thêm vào phần chữ ha. Đó, khi mà thêm thì nó sẽ gợn sóng lăn tăn lên như thế này đúng không ạ? Thì khi mà như vậy thì các bạn có thể nhấp vào hai cái và chúng ta sẽ vào cái phần là video effect này ha, water ripple này, chúng ta có thể cân chỉnh lại cái này tùy theo cái sở thích của các bạn ha, cho nó gợn sóng nhiều hay gợn sóng ít ha. Ở đây thì mình sẽ để là 40 đi. Và cái phần height cao này thì nó cái độ cao gợn sóng ha. Đó thì mình sẽ cho nó khoảng 200 đi. Ok không ạ? Đó, mình cho nó gợn sóng nhẹ nhẹ thôi. Đó, còn các bạn muốn cho nó gợn sóng nhiều hơn thì các bạn có thể tăng lên và tăng cái này lên. Sau khi mà các bạn thêm như thế này xong thì chúng ta sẽ nhấp ok và chúng ta sẽ xuất ra thành một cái video nữa ha. Ở đây thì mình sẽ đặt là video thứ hai. Export. Xong rồi thì mình nhấp cờ lâu ha và mình sẽ xóa đi những cái này. Rồi mình sẽ quay lại ha và mình sẽ vào đây để mà thêm hai cái video mà hồi nãy mình đã xuất ra. Đó, hai video này, số 1, số 2 mình sẽ thêm vào ha. Số 1, số 2 này, đó. Rồi khi mà thêm vào như thế này thì nó xuất hiện cái bảng xanh này thì các bạn có thể là nhấp vào trong cái video là hai cái và nó sẽ xuất hiện như thế này, các bạn hãy chép vào trong phần là trường đông khay ha. Thì lập tức nó sẽ mất cái màu xanh liền ha. Rồi tiếp tục cái video thứ hai thì các bạn cũng check vào đây và chúng ta sẽ nhấp vào chữ là chữ râm khay để cho nó mất cái màu xanh đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó play thử ha. Đó thì nó sẽ xuất hiện rất là đẹp phải không ạ? Đó thì cái dòng chữ dưới này nó sẽ lăn tăn gợn sóng ha. Ok, tuyệt vời không ạ? Nếu như mà các bạn muốn chỉnh cái màu sắc của cái chữ này á thì các bạn hãy làm theo giúp mình, đó là các bạn có thể vào trong phần sample color và chọn vào một cái màu nào đó mà các bạn thích ha. Ví dụ ở đây mình sẽ lấy cái màu cam đi cho nó nổi đi, mình sẽ lấy cái màu cam và mình sẽ kéo cái thời gian nó ra bằng 8 giây cho nó bằng với lại cái chữ này. Xong rồi các bạn hãy nhấp đúp vào trong cái phần màu cam này và chúng ta sẽ chọn vào trong phần composite setting này ha.
Rồi ở phần blend mode thì các bạn hãy chọn vào và chọn vào multiply. Lập tức là nó sẽ set cái màu đó, nó sẽ cài đặt cái màu cam này cho cái chữ của mình ha. Đó nó thành cái chữ màu cam ha. Cho cả hai chữ luôn ha. Tức là chữ trên vào cái chữ in bóng nè. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở đây thì mình chỉ sử dụng màu trắng thôi, cho nên là mình sẽ xóa cái màu cam này đi nha. Thì đây là cách để mà các bạn có thể là áp dụng chữ ha cho hai cái phần này. Các bạn có thể tùy ý ha, chọn màu nào mà các bạn thích ha. Ở đây thì mình chỉ dùng cái màu trắng thôi, cho nên mình sẽ xóa màu cam này ha. Đó, mình sẽ dùng màu trắng. Và ở đây mình sẽ xuất cái video này ra tiếp thành một cái video thứ ba ha. Ok, xuất ra nè. Sau khi mình xuất xong thì mình sẽ tắt cái này đi và mình sẽ xóa hai cái video này ha. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ thêm cái video thứ ba này vào. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái phong cảnh nào đó để mình ghép vào ha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái hồ nước ha. Bởi vì mình làm cái hiệu ứng này là trên một cái mặt hồ hoặc là một cái mặt biển gì đó, thì các bạn có thể tìm một cái mặt hồ, một cái mặt biển nó có một cái đường thẳng ha, để mà mình ghép vào cho nó đẹp hơn. Rồi khi mà mình thêm cái cảnh vật này vào rồi thì mình sẽ thêm cái chữ này vào ha. Khi mà thêm vào thì nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn hãy nhấp kích đôi vào trong cái phần chữ này và các bạn chọn vào trong phần là compositing ha. Và ở phần blending mode á, các bạn hãy nhấp vào và chọn vào phần string ha. Đó thì lập tức nó sẽ xuất hiện lên như thế này. Khi mà lên như thế này thì các bạn hãy canh chỉnh ha. Bây giờ mình sẽ canh chỉnh cho phần này cho một cái đường ngang á, cái đường thẳng nó nằm ngang với lại cái mặt hồ là được ha. Đó, bây giờ mình sẽ play thử cho bạn xem. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Bây giờ mình sẽ chỉnh lại ha, chỉnh lại phần chữ này cho nó nằm trên cái mặt hồ. Đó, rồi mình render. Thôi, bây giờ mình sẽ play thử cho các bạn xem ha. Chữ nổi trên mặt nước ha, và nó sẽ in bóng cái chữ này. Khi mà in bóng xuống thì chữ nó gợn sóng, rất là đẹp phải không ạ? À, rất là tuyệt vời. Thì đây cũng là cách để mà các bạn có thể làm cái intro hay là một cái giới thiệu về một cái chủ đề nào đó mà các bạn muốn ha. Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay để các bạn cho các bạn làm phong phú hơn cái video của mình. Ok phải không ạ? Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cái video này đến đây là xong ha. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích với lại cái hiệu ứng như thế này thì các bạn hãy like và chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.